Theo truyền thông Nga, trong một cuộc họp khẩn cấp, ông Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Putin rằng quân đội Nga đã ngăn chặn cuộc tiến công của lực lượng Ukraine vào lãnh thổ Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cũng cam kết với Tổng thống Putin rằng hoạt động quân sự sẽ kết thúc bằng cách đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi biên giới của Nga. Cũng theo ông Gerasimov, các lực lượng Ukraine đã tấn công khu vực Kursk của Nga có khoảng 1.000 quân. Hiện phía Ukraine chưa chính thức bình luận về cuộc tấn công này. Theo truyền thông Nga, trong một cuộc họp khẩn cấp, ông Gerasimov cho biết một đơn vị quân đội Ukraine với quân số lên tới 1.000 người đã tấn công với mục tiêu kiểm soát quận Sujansky của tỉnh Kursk. Quân đội Nga đã chặn đà cuộc tấn công. Tỉnh Kursk có diện tích gần 30.000 km², dân số hơn 1 triệu người, nằm ở miền Tây Nga, sát tỉnh Sumy của Ukraine. Đây là một trong những cuộc xâm nhập lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi chiến sự bùng phát. Phía Ukraine chưa chính thức bình luận về cuộc tấn công này. Tổng thống Putin cho biết, Ukraine đã pháo kích bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, vào các tòa nhà dân sự, khu dân cư, xe cứu thương. Tổng thống Nga sẽ có cuộc họp với những người đứng đầu cơ quan an ninh của Nga để thảo luận về tình hình xung đột với Ukraine ở khu vực này. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã bị chặn lại. Theo báo cáo của vị tướng này, vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine với quân số lên tới 1.000 người đã tấn công để chiếm một phần lãnh thổ ở quận Suya thuộc vùng Kursk. Cuộc tiến công sâu vào lãnh thổ Nga đã bị các đơn vị bảo vệ biên giới với sự hỗ trợ của tên lửa và pháo binh chặn lại. Hiện tại, các đơn vị của nhóm quân phía Bắc cùng với lực lượng biên phòng của cơ quan an ninh Liên bang Nga tiếp tục tiêu diệt đối phương ở các khu vực ngay sát biên giới Nga-Ukraine. Thiệt hại của phía Ukraine đã lên tới 315 người, trong đó ít nhất 100 người thiệt mạng và 215 người bị thương. 54 xe bọc thép, bao gồm 7 xe tăng, đã bị phá hủy. Hiện nay giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Trước đó, vào sáng sớm ngày 6 tháng 8, khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine với xe tăng, xe bọc thép và sự hỗ trợ của các máy bay không người lái và pháo binh đã tràn qua biên giới Nga. Cuộc tấn công tập trung vào thị trấn Sukha, nằm cách biên giới khoảng 9 km. Theo ước tính của quân đội Nga, có tới 1.000 binh sĩ Ukraine đã tham gia vào vụ tấn công. Cuộc giao tranh diễn ra suốt đêm tiếp tục kéo dài đến ngày 7 tháng 8 khi quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công đáp trả bằng pháo binh, tên lửa đạn đạo và lực lượng Ukraine đang tìm cách tiến lên. Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov ngày 7 tháng 8 nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng cuộc tấn công của Ukraine đã bị chặn lại và đối phương đã mất hơn 300 quân và 54 xe bọc thép, trong đó có ít nhất 6 xe tăng. Ông Putin đã gọi cuộc tấn công này là một sự khiêu khích quy mô lớn. Trong khi đó, Mỹ, nước hậu thuẫn lớn nhất của Ukraine, khẳng định họ không hề biết trước về vụ tấn công và sẽ tìm kiếm thêm thông tin chi tiết từ Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành thành luật việc gia hạn tình trạng thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên ban bố tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Biện pháp trên đã được gia hạn nhiều lần kể từ đó. Theo đó, nam giới Ukraine từ 18 tới 60 tuổi, trừ một số trường hợp ngoại lệ, không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Quy định thiết quân luật cho phép quân đội Ukraine ban hành lệnh giới nghiêm, lập trạm kiểm soát quân sự và hạn chế quyền tự do đi lại của người dân nước này, người nước ngoài cũng như các phương tiện. Theo Bộ chuyên trách giao thông Nhật Bản, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Miyazaki hiện đã bị đình chỉ vì động đất. Hai chuyến tàu tốc hành Kyushu và Nishikyushu cũng phải tạm dừng. Tại các văn phòng làm việc ở tỉnh Miyazaki, chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể do đồ đạc rơi vỡ, nhưng những người ở tầng 2 phải chật vật mới có thể đứng vững. Cảnh sát trưởng thành phố Nichiman ở đảo Kyushu thông tin không có tòa nhà nào trong khu vực bị đổ sập do động đất. Tại nhà máy hạt nhân Sendai ở tỉnh Kagoshima, NHK đưa tin không phát hiện bất thường. Nhà máy này vẫn tiếp tục được vận hành. Công ty điện lực Shikoku cũng cho biết hiện không có vấn đề gì tại nhà máy điện hạt nhân Ikata ở tỉnh Ehime. Trong bối cảnh trận động đất, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã thành lập một lực lượng xử lý khủng hoảng nhằm giám sát các nỗ lực ứng phó đối với thiên tai của các cơ quan chính phủ. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa trong một cuộc họp báo bất thường cho biết chính phủ Nhật Bản đang xác nhận các thiệt hại về người và tài sản, cũng như chưa xác nhận chưa có báo cáo bất thường nào đối với các cơ sở hạt nhân cho đến thời điểm hiện tại.
Theo đó, sau khoảng 2 tuần cân nhắc các ứng cử viên, Phó Tổng thống Harris ngày 6 tháng 8 đã công bố lựa chọn Tổng thống bang Minnesota, ông Tim Walz, làm đối tác tranh cử. Chỉ sau một ngày khi bà Harris công bố tên người đồng hành tranh cử, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã huy động được 36 triệu đô la Mỹ từ các nhà tài trợ. Nhóm vận động tranh cử cho biết bà Harris vận động được 200 triệu đô la Mỹ riêng trong tuần đầu ứng cử và tổng cộng 310 triệu đô la Mỹ trong 2 tuần cuối tháng 7. Đây là con số vượt trội so với số tiền mà chiến dịch tranh cử cựu Tổng thống Donald Trump có được trong toàn bộ tháng 7 là 139 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ cũng đã xuất hiện tại thành phố Philadelphia. Tối ngày 6 tháng 8, bắt đầu chuỗi vận động tranh cử tại 7 bang chiến địa trong vòng 5 ngày. Trước đó, giới chức Iran và phong trào Hồi giáo Palestine Hamas đã cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát ông Haniyeh vào ngày 31 tháng 7. Phía Israel không đưa ra tuyên bố hay phủ nhận trách nhiệm về cáo buộc trên. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Ali Bagheri Kani, trong một tuyên bố sau cuộc họp nhấn mạnh phản ứng của Iran đối với vụ sát hại ông Haniyeh sẽ diễn ra vào đúng thời điểm và theo hình thức thích hợp. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thủ lĩnh chính trị Hamas Haniyeh được mời tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30 tháng 7, đã thiệt mạng cùng với vệ sĩ của mình vào sáng ngày 31 tháng 7 khi nơi ở của nhân vật này ở Tehran bị tấn công. Theo thông báo được gửi tới các phi công vào ngày 7 tháng 8, chỉ thị trên sẽ chính thức có hiệu lực từ 1:00 đến 4:00 GMT. Thông báo nêu rất rõ tất cả các hãng hàng không Ai Cập sẽ phải tránh bay qua Tehran. Thông báo cũng nêu rõ không có kế hoạch bay nào được chấp nhận qua vùng lãnh thổ này trong khoảng thời gian trên. Trước đó, ngày 4 tháng 8, chính quyền Jordan cũng đã yêu cầu tất cả các máy bay dự kiến hạ cánh tại các sân bay của nước này phải mang theo nhiên liệu dự phòng đủ sử dụng trong 45 phút. Nhiều hãng hàng không đang điều chỉnh lịch trình để tránh không phận Iran và Liban, cũng như hủy các chuyến bay đến Israel và Liban do lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể xảy ra sau các vụ ám sát các thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas và lực lượng Hezbollah. Theo nguồn tin của CNN, lực lượng Hezbollah Liban đang lên kế hoạch nhanh hơn Iran và có thể sẽ tấn công Israel trong những ngày tới. Trong khi đó, Iran dường như vẫn đang cân nhắc về cách thức đáp trả. Một quan chức quân sự Mỹ nói với CNN rằng Iran đã thực hiện một số các biện pháp chuẩn bị mà Mỹ dự đoán có thể thấy trước về một cuộc tấn công lớn vào Israel. Tuy nhiên, do Liban gần Israel hơn, khi là nước láng giềng giáp danh, Hezbollah có thể hành động mà gần như không có dấu hiệu báo trước. Hiện vẫn chưa rõ Iran và Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm hùng mạnh nhất của Tehran, có thể phối hợp thực hiện một cuộc tấn công như thế nào. Các cuộc tấn công sắp xảy ra sẽ là phản ứng trước việc Israel hạ sát chỉ huy quân sự hàng đầu của Hezbollah Fuad Suk ở Beirut ngay trước vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào tuần trước. Israel thừa nhận không kích giết chết ông Suk, nhưng không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận vụ ám sát ông Haniyeh. Cụ thể, trong tuyên bố của mình, người phát ngôn quân sự của phong trào Houthi, ông Yahya Saria cho biết lực lượng tên lửa, máy bay không người lái và hải quân Houthi đã tiến hành một hoạt động quân sự chung nhằm vào các tàu khu trục Khâu và Labun của Mỹ, cũng như tàu container Conship Ono thuộc Liberia. Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi ở Yemen đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền qua lại ở khu vực Biển Đỏ và Biển Ả Rập, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động vận tải quốc tế. Các cuộc tấn công của Houthi cũng đã gây ra ảnh hưởng tới thương mại toàn cầu, khi buộc các chủ tàu phải đổi lộ trình, tránh xa khỏi khu vực trên, đồng thời khiến chi phí vận tải biển tăng cao. Để đáp trả, Liên quân Mỹ-Anh cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Houthi. Ông Yunus, ở Paris để thực hiện một thủ thuật y tế, đã được bổ nhiệm làm cố vấn trưởng hôm thứ Tư, một ngày sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và chạy trốn khỏi đất nước vì bạo loạn. Ông Muhammad Yunus, 84 tuổi, và ngân hàng Grameen, một tổ chức tín dụng vi mô của ông, đã giành được giải Nobel Hòa bình năm 2006 vì đã giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói bằng cách cấp các khoản vay nhỏ dưới 100 đô la cho người nghèo ở vùng nông thôn Bangladesh. Các nhà lãnh đạo biểu tình yêu cầu Yunus làm cố vấn trưởng cho chính phủ lâm thời và một người phát ngôn của ông Yunus cho biết ông đã đồng ý. Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Bangladesh từ tháng 7, yêu cầu bà Hasina từ chức. Khoảng 300 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương trong các cuộc đụng độ. Người biểu tình phản đối hạn ngạch việc làm trong khu vực công dành cho gia đình các cựu binh trong cuộc chiến giành độc lập năm 1971 của Bangladesh. Chính phủ của bà Hasina bị tố cáo dùng mức hạn ngạch này để trao việc làm cho các đồng minh của đảng cầm quyền.
Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp, chiến dịch vận động của đảng này nhằm sửa đổi luật bảo vệ chế độ quân chủ khỏi bị chỉ trích, có nguy cơ làm suy yếu hệ thống dân chủ. Việc giải tán đảng tiến bước, đảng đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử năm 2023 là thất bại mới nhất đối với các đảng phái chính trị lớn của Thái Lan, vốn đang vướng vào cuộc tranh giành quyền lực kéo dài hai thập kỷ với một nhóm gồm những người bảo thủ có ảnh hưởng, các gia đình giàu có lâu đời và quân đội bảo hoàng. Mặc dù việc giải tán có thể khiến hàng triệu cử tri trẻ và dân thành thị ủng hộ đảng này tức giận, nhưng tác động của phán quyết có thể là rất nhỏ khi chỉ có 11 thành viên điều hành của đảng này bị cấm hoạt động chính trị trong 10 năm. Tòa án Công lý Tối cao Venezuela cũng cho biết mặc dù đã nhận lệnh triệu tập, nhưng ông Edmundo González Urrutia đã không có mặt tại tòa án. Tòa án Công lý Tối cao Venezuela đã bắt đầu các phiên điều trần từ ngày 7 tháng 8 đối với toàn bộ 10 cựu ứng cử viên và đại diện 38 chính đảng tham gia cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Để thúc đẩy quá trình tòa án tiến hành chứng nhận kết quả chính thức của cuộc bầu cử với chiến thắng của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro. Trước đó, trong ngày 2 tháng 8, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela đã công bố kết quả chiếm 96,87% số phiếu bầu. Theo đó, xác nhận chiến thắng của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro với 51,95% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, cựu ứng cử viên phe đối lập, ông Edmundo González tuyên bố không công nhận kết quả trên. Tại nhiều địa phương của Anh, hàng nghìn người biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã xuống đường phản đối các cuộc biểu tình của lực lượng cực hữu sau nhiều ngày bất ổn, bắt nguồn từ vụ đâm dao ở thị trấn Southport, Tây Bắc vùng England. Hầu hết các cuộc biểu tình cực hữu được lên kế hoạch với sự tham gia của hơn 100 người đã không diễn ra sau khi chính phủ Anh huy động lượng cảnh sát lớn nhất kể từ sau cuộc bạo loạn năm 2011 để duy trì trật tự. Tình trạng bất ổn trong hơn một tuần qua tại Anh bắt nguồn từ thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về nhân thân và tôn giáo của nghi phạm sát hại ba bé gái và khiến 10 người khác bị thương trong vụ đâm dao tại thị trấn Southport. Nghi phạm là Alex Mugander Dudakuban, 17 tuổi, bị bắt sau vụ tấn công, sinh ra tại Cardiff, xứ Wales, trong một gia đình có bố mẹ là người Rwanda đến Anh vào năm 2002. Tuy nhiên, trong vòng vài giờ sau vụ tấn công, mạng xã hội tràn ngập tin đồn sai sự thật về nghi phạm, nói rằng đây là người Hồi giáo xin tị nạn, đến Anh bất hợp pháp bằng thuyền hơi và nằm trong danh sách theo dõi khủng bố. Chính phủ Anh đã phải thành lập một lực lượng thường trực gồm 6.000 cảnh sát chuyên trách để ứng phó với bất kỳ vụ bùng phát bạo lực nào. Trước đó, nhiều tin nhắn trên các mạng xã hội đã cảnh báo về các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm di trú và công ty luật hỗ trợ người di cư trong ngày 7 tháng 8. Nước Anh đang bị cuốn vào làn sóng bạo lực bùng phát vào đầu tuần trước khi ba bé gái thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao ở Tây Bắc nước Anh. Các thông tin sai lệch trên mạng xã hội cho rằng nghi phạm giết người là một người di cư theo đạo Hồi. Tại các thị trấn và thành phố, các nhóm gồm vài trăm người gây bạo loạn đã đụng độ với cảnh sát và đập vỡ cửa sổ các khách sạn nơi những người xin tị nạn từ châu Phi và Trung Đông trú ngụ. Nhóm biểu tình cũng tấn công vào các nhà thờ Hồi giáo, gây hoảng sợ cho cộng đồng địa phương, bao gồm các dân tộc thiểu số. Cho đến nay, ít nhất đã có 400 người bị bắt, 100 người bị buộc tội gây bạo loạn. Trang web chính thức của Taylor Swift cho biết một cuộc tấn công khủng bố theo kế hoạch nhằm vào sân vận động nơi nữ ca sĩ sẽ biểu diễn đã bị phát hiện. Theo trang web bán vé của Áo liên kết với Taylor Swift, vé sẽ được tự động hoàn lại trong vòng 10 ngày làm việc. Trong một diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc phụ trách vấn đề an ninh công cộng của Áo, ông Frank Roof cho biết tại một cuộc họp báo vào tối ngày 7 tháng 8 rằng cảnh sát nước này cùng ngày đã bắt giữ hai kẻ tình nghi âm mưu tấn công các buổi hòa nhạc của Taylor Swift. Ba buổi hòa nhạc của Taylor Swift đã được lên lịch diễn ra tại Viên từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8. Cảnh sát đã dự kiến có khoảng 65.000 người tham dự tại mỗi buổi biểu diễn, cũng như có tới 15.000 người bên ngoài sân vận động do không có vé, và điều này làm dấy lên lo ngại về an ninh. Các buổi biểu diễn sẽ là một phần của chuyến lưu diễn mang tên Eras Tour phá kỷ lục của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, bắt đầu vào ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Glendale thuộc bang Arizona, Mỹ, và dự kiến kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2024 tại thành phố Vancouver, Canada. Chị Ioana Cara, một người chăn nuôi ở Hy Lạp, đã mất gần như toàn bộ đàn gia súc và trang thiết bị chăn nuôi trong trận lũ lụt tàn khốc hồi năm ngoái. Và do đây, khi dịch bệnh dê lây lan khắp các trang trại ở Hy Lạp, chị phải mua thuốc khử trùng đắt tiền để giữ an toàn cho những con vật còn lại. Trong trận lũ Daniel năm 2023, chúng tôi đã mất gần như mọi thứ. Khoảng 750 gia súc chết đuối, chúng tôi chỉ cứu được 50 con.
Do đó, bất kỳ cuộc khủng hoảng nào hiện tại đối với đàn gia súc đều khiến chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi không thể chịu thêm bất kỳ thiệt hại nào trong năm thứ hai liên tiếp. Dịch hạch dê còn được gọi là Petit de Petit Ruminant đã được phát hiện lần đầu tiên vào tháng trước tại Hy Lạp. Loại virus này không lây nhiễm cho người, nhưng rất dễ lây lan giữa dê và cừu, có thể giết tới 70% số dê bị nhiễm bệnh. Khi phát hiện ra một trường hợp, toàn bộ đàn sẽ bị tiêu hủy, trang trại bị ảnh hưởng sẽ được khử trùng và chính quyền sẽ xét nghiệm bệnh cho những con vật ở các khu vực lân cận, theo đúng các quy định do Liên minh châu Âu đặt ra. Tuần này, chính phủ Hy Lạp đã áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với việc di chuyển hoặc giết mổ cừu và dê. 22 trang trại đã bị nhiễm bệnh, chủ yếu ở miền trung đất nước. 12.000 con vật đã bị tiêu hủy và hơn 300.000 con đã được xét nghiệm. Chắc chắn đây là một đòn giáng mạnh với những người nông dân Hy Lạp, nhưng tương tự như trong trận lũ Daniel, chính phủ sẽ hỗ trợ họ, cung cấp cho họ mọi công cụ cần thiết, cả về mặt tài chính hoặc cơ chế để họ có thể xây dựng lại đàn gia súc của mình và tiếp tục làm việc trong lĩnh vực này, đem lại năng suất cao. Mặc dù con số thiệt hại đến nay vẫn chưa đến mức thảm khốc, nhưng những người nông dân trên khắp Hy Lạp không khỏi lo lắng, bởi họ đang phải vật lộn với những tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm cả cái nóng thiêu đốt và lượng mưa thất thường. Trang trại của chị Kara chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào, nhưng họ phải khử trùng những chiếc xe tải đến để chở sữa từ trang trại của họ. Lệnh cấm di chuyển có nghĩa là họ không thể mua thêm động vật để tăng đàn, mặc dù họ được phép bán sữa. Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều trang trại chăn nuôi ở Hy Lạp. Họ đều lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng dịch bệnh trên đàn gia súc. Để ngăn chặn nguy cơ lây lan, nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai. Trước hết là toàn bộ trang trại sẽ bị rào lại. Không có phương tiện nào được tự do vào bên trong trang trại nếu không cần thiết. Ví dụ, xe lấy sữa và xe chở thức ăn đều được phun thuốc trước khi vào. Không phải những bộ quần áo thể thao, những vận động viên nữ nổi tiếng của các bộ môn như bóng chuyền bãi biển, điền kinh, đua xe đạp và cả các cựu vận động viên khoác lên mình những bộ váy áo lộng lẫy, tự tin sải bước như những người mẫu thực thụ. Tôi đang mang thai ở tháng thứ 6 và là một bé gái. Ngoài ra, tôi còn có một bé gái 2 tuổi nữa. Vì vậy, tôi rất vui khi có thể trở thành một phần của chương trình này và cho họ thấy rằng phụ nữ có thể làm bất cứ điều gì, dù là một phần của buổi trình diễn thời trang hay đua xe đạp địa hình. Dù cơ thể bạn trông như thế nào, bạn đều có thể làm được. Olympic Paris 2024 là thế vận hội đầu tiên có số lượng nam và nữ tham gia thi đấu ngang nhau. Trong số các đoàn thể thao tham dự, đoàn Australia là đoàn có sự chênh lệch lớn khi có tới 350 trên tổng số 480 vận động viên tham dự giải là nữ. Trước đó, Olympic Paris năm 1900 cũng là thế vận hội đầu tiên mà các nữ vận động viên được tham gia tranh tài, với 22 phụ nữ tham gia, chiếm 2% tổng số vận động viên năm đó. Do đó, với nỗ lực của nước chủ nhà Pháp, kỳ thế vận hội năm nay được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm một tiếng nói cho một thế giới bình đẳng hơn, đồng thời gửi đi thông điệp về việc bảo vệ phụ nữ, cải thiện điều kiện làm việc, mức lương và đóng góp của phụ nữ trong thể thao.